Video này chào mấy bác nha. Em có một con siêu đỉnh và con này là siêu ngon. Đó. Đến từ thương hiệu nổi tiếng là Echo. Đó. Và mọi người đừng có tích tiền. Những con máy này thì nó quá đẳng cấp rồi. Không cần em phải lên tiếng. Và tiền nào thì của nấy thôi. Mọi người cứ chọn những con như thế này thì bao mọi người nha. Bao xài luôn. Đừng nói đến cái chuyện mà nó dở hay nó này nó nọ. Dở hay không ở người xài nữa thôi. Rồi. Đây là một con Echo Kirit 38 ly 345. Đó. Và ống cần của nó là ống cần 28. Ống cần 28 đầu bò to chà bá nguyên rin từ đầu đến đuôi. Về em không hề đụng chạm gì luôn. Đó. Nó bị bẻ cái này. Cái bẻ mất cái này thì quăng ra thôi. Đó. Cái bô nắp boe thay lại cái nắp boe khác. Ngoài ra không đụng chạm gì luôn nha, thậm chí chế xăng không vệ sinh luôn. Đấy. Về là nổ luôn. Thì nếu như với số lượng tiền mà 2,7 triệu mọi người bỏ ra mua con này thì đâu có đắt. Đó, nói rõ luôn, đâu có đắt đâu. Quá hữu nghị luôn. Bít tông lớn, mạnh, ngon. Máy to chà bá, máy lớn mà. Em bán 2,7 triệu bao ship tận nhà. Rồi, nói vậy đi cho anh nha. Để em gừ ra, mọi người nghe tiếng nổ nha. Nó nổ mít đấy. Máy nó phải còn cỡ nào gan tì nó mới như thế này. À, máy nó phải như thế nào gan tì nó mới nổ từng tiếng như thế này. Lấy gì mà không ngon. Tiền nhiều. Tiền nó đã là 2,7 triệu. Không? Mọi người cứ bỏ số lượng tiền cho nó xứng đáng. Là cái máy nó xứng đáng thôi. Và em cam đoan luôn, trong tất cả những dòng Echo nha, trong tất cả những dòng Echo Kirit thì cái dòng Echo 315 này, thậm chí nó còn 345 này, thậm chí nó còn bền hơn cả 360. Tâm rời, bền hơn nhiều nha. Cái đồ đạc nó ghê lắm. Đó là nói chắc chắn luôn. Ai nói gì thì nói, cãi gì thì cãi. Em đây dân thợ, em biết. Đây, móc, treo máy. Mọi thứ thì không nói gì nhiều, em gừ lên lại nha. Mọi người đừng tích tiền coi xem thử con này có ngon không. Nó nổ mít vậy ạ. Gọi là nổ từng tiếng đó. Đếm đếm vòng luôn, đếm vòng được luôn. Đây à, này lấy gì mà không mạnh. Lấy gì mà không ngon. Đó, về nhà về ga nổ tăng tăng. Bây giờ thì mọi người nghĩ đi, giá nó xứng đáng thôi. Em bán cho nhanh trôi hàng nha, 2,7 triệu. Ống cần 28. Con này về làm không sướng không lấy tiền, cam đoan luôn. Làm không sướng không lấy tiền mọi người luôn. Cam đoan vậy luôn. Em dám khẳng định luôn. Con này mà về mà mọi người chê nữa là em hết máy bán. Bởi vì trong cái lô này nó là đẳng cấp nhất rồi. Không có con nào đẳng cấp hơn nữa. Giá nó 2,7 triệu là em bán. Bởi vì giá nó sẽ cao hơn nếu như nó còn cái tem này. Nhưng mà cái tem này bị lột. Nói trước luôn. Cái tem này bị lột em trừ mất 100.000 này. Chứ còn đúng ra là nó phải 2,8 triệu, 2,9 triệu cá biệt. Người ta bán đến 3,4 triệu, 3,5 triệu nha. Nói thiệt. Nói thiệt sự luôn. Không có nói dối. Còn tin hay không tùy vào mấy bác. Mấy bác cứ ra gần đó mua. Không tin tưởng thì cứ ra gần đó mua cho nó thoải mái. Còn bên em bán thì easy vậy. Đấy, y vậy. Chào mấy bác. Chào mấy bác nghe tiếng máy rồi gì nữa. Hơi thì đừng nói luôn. Trời ơi, nó nổ luôn rồi. Đang tính thử hơi ai vậy nó nổ luôn. Đây. Thấy không? Thấy không? Hơi căng đét. Thấy chưa? Chỉ cần ra dây là nổ thôi, cam đoan luôn. Thấy không? Lấy gì mà không ngon. Và em nói nốt luôn, con máy này là con máy chưa vệ sinh nha. Con máy này là máy chưa vệ sinh, về nổ luôn. Không vệ sinh, vệ xiết gì luôn. Cam đoan rất là ngon. Cam đoan luôn, em dám khẳng định luôn. Không có nữa. Đợt này nó lọt đâu ra được 3 con Echo. Và mọi người coi này, số này. Đấy, nó đánh dấu số này vẫn còn luôn này. Đây, số cần này.
Đấy, nó trùng nhau này, 27 27 này. Bên đây cũng 27 luôn này, tay lái này. Là ba con số nó đều trùng nhau. Đó, mọi người coi cho kỹ, được là ủng hộ nha. Không cần nói gì nhiều. Đó, nói thẳng ra tiền nào của nấy. Người ta bán đến 3 triệu rưỡi lận, em bán 2 triệu 7 bao ship tận nhà. Những cái keo này của Nhật này, em chưa lột ra luôn. Đấy, nói rõ luôn. Keo này keo Nhật đó nha. Chưa có thời gian dọn dẹp, chưa có thời gian đâu. Rồi, kệ đi. Đây, keo này cũng của Nhật luôn này, để họ bó sợi dây này vô đây này. Đấy. Kệ nó luôn. Nhật này bó vậy thì mình kệ. Rồi, ok mọi người nha.